Khoai sâm đất nè cả nhà. Đó. Cái này là 5 chậu trồng ở trước sân nhà, rồi thêm mấy bụi trồng ở trong cái hồ cá nữa, hồ cá kiển á. Hello cả nhà. Mùa đông là cái mùa mà bắt đầu thu hoạch cái củ khoai sâm nha cả nhà. Đó, cái này là cái cây của nó tàn hết trơn rồi nè. Bữa nay đi ra cái sân trước, nhổ hết trơn mấy cái bụi khoai sâm này lên lấy cái củ nè. Hai vợ chồng bươi bươi đi rồi mình nhổ nó ra. Đó, cái này thì Sang trong cái video của năm trước Sang có chia sẻ là cách trồng cái củ khoai sâm này nè. Quan trọng là mình trồng cái chậu nó hơi bự bự chút. Cái chậu này khoảng chừng 50 cm thôi anh Sa, ở 50 cm đường kính ha. Rồi cái đất ở trong đây là premium potting mix, tại vì mình trồng trong chậu mình xài cái premium potting mix, cái đất nó rất là xốp. Cái đất nó xốp thì nó làm cho cái củ mình nó dễ phát triển, cho nên nó bự lắm. Ở trong video trước Sang có chia sẻ đó, để Sang bỏ cái đường link ở phía dưới cái video này. Mình trồng hồi đó đầu tiên Sang mua có một chậu Sang trồng á, mà từ từ Sang gầy giống ra tới quá trời luôn á. Tại vì mỗi lần mình nhổ cái củ nó lên vậy nè là nó có cái củ già củ non. Củ già thì mình lấy mình ăn, còn cái củ non mà nó có mọc mầm á thì mình lấy mình trồng lại cho năm sau. Vừa vừa đúng mùa đông cây tàn là nó rụi luôn ha. Mình đem cái bột măng vô trong nhà mình ra cái cây con nhỏ nhỏ vậy đó. Thôi mình giữ ở đâu trong nhà cho nó ấm ấm chút, cái khoảng chừng tháng 9 á. Đầu tháng 9 là bắt đầu trồng xuống, xuân trồng xuống, mùa đông là thu hoạch. Thôi. Đó, sau một hồi hì hục hai vợ chồng bươi mấy cái gốc của nó trong chậu, bây giờ là nghĩ chắc kéo lên được rồi đó anh xã. Nó giờ anh xã kéo lên từng bụi nha. Ok, giữ giữ mới được, giữ cái chậu mới được à, đó. Rồi, Ok ha, còn chậu nó dễ, cái nó tiện cái đó đó. Nó rồi mình để ra ngoài mình bơi bơi, mình lấy nước mình xịt đó, nó rớt ra hết à. Nhiều quá nè, rớt rớt rồi nhóc nè. Ui, năm nào thu hoạch khoai sâm cũng thấy mê. Cái này nghĩ mình trồng cái chậu bự nữa là chắc có nhiều nữa đó ha ha. Nó bị cúp 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 lại nè, ý là cái chậu này upgrade bự lên này, chứ thấy không nè, nó bị cuốn lại nè, thấy không. Mùa này thấy người ta cũng bán trên Facebook quá trời mùa của nó nè. Cái này tiếng Anh gọi là Yakun nha cả nhà. Yakon chứ không phải Yakun. YACON á. Tiếng Việt gọi là củ khoai sâm, hay là có nhiều người gọi là khoai sâm đất. Đó. Khoai sâm đất nè. Cái củ này nó cũng giòn dễ gãy lắm. Đó, một chậu. Cái này hồi đó là Sang mua ở trên Facebook, mọi người đi vô trong Facebook mà bấm vô cái chỗ cái mục mà marketplace á, rồi bấm khoai sâm hoặc là sâm đất. Còn nếu mà muốn bấm tiếng Anh thì cũng có nhiều người Ấn Độ hay là gì người họ bán, bấm chữ Yakon. Mùa này là ai ai muốn trồng là người ta cũng bán nhiều nè. Người ta bắt đầu người ta dỗ lên, người ta có mấy cái mục măng á, nè nè cái mục măng này nè, là cái này để đi mấy cái mà nó đỏ đỏ, nó chấm chấm xanh xanh gì nè nè đó. Khi nào mình gỡ cái củ ra mình lấy này mình trồng lại. Này củ lớn quá rồi, củ lớn á, này phải đạp xuống, hay phải đạp cái giấy thôi kéo nó lên hết, đúng không? Ơi ơi, gãy cầu lên. Đứt củ rồi, ôi ôi. Quá trời, ui, củ này bự rồi. Còn quay luôn á. Wow, thấy nghe ha. Không, bê, bê. Không biết còn không? Chắc hết rồi. Ừ. Hết rồi.
thích trồng cái này cái là mình nhổ lên nó đi nguyên chùm củ á. Thấy ham lắm. Rồi bỏ nó luôn đi. Măng quá trời luôn nè ha. Cổ lớn. Củ bự ghê không? Củ như trồng quay à. Nghĩ năm nay chắc thay đất được anh sao? Cái gì không? Cái đất này mình trồng hai lần rồi nhớ không? Ừ. Cái thay đất có nghĩa là sang sẽ mua mấy cái bao đất mà premium potting mix mới á, sang sang trồng lại. Còn cái đất này là sang trồng cái năm thứ hai, sang lần thứ hai rồi. Tại vì lần thứ hai thì sang không có mua đất mới mà sang bươi cái rễ nó ra xong rồi trộn phân bò rồi phân rau củ đổ dưới á. Cho nên là năm nay năm thứ ba sang sẽ không có trồng cái đất này nữa. Ồ, này là chậu thứ hai nha. Wow, củ mập trồng ú nu luôn. Hai chùm rồi đó, hai chậu rồi đó. Thấy không? Rồi tới chậu thứ ba đi. Cần đẩy rồi không? Du. Có cái đất nó rời ra, có cái dính chùm luôn. Tưới nó ướt chứ. Chắc vậy. Mình trồng ôi gãy rồi. Mình trồng trong chậu nó tiện cái đó đó. Cái đất nó miễn sao đất nó xốp một cái là tới lúc mình thu hoạch nó cũng dễ. Nắm kéo nó đi nguyên luôn. Đó, dưới này nhiều quá nè. Rồi, được ba em ha. Ừ. Ba bụi rồi đó. Rồi, chậu thứ tư. Này là nhỏ. Đôi kia coi chừng gãy cái củ bự bên đây nè. Bên hông. Này một măng nhiều. Nó có củ bự đó. Này cái đỏ nó mọc mầm lên nè, thấy không? Mà cái này á mình ăn sống nha cả nhà. Hoặc có người ta hầm xương nấu canh á. Sang ăn sống không à. Được 3, 4 chậu rồi. Chậu cuối cùng. Này rất nhiều này, lớn. Ừ. Gãy luôn. Trời ơi, gãy 2-3. Đấy rồi. Cái này mình trồng là mình đợi đến cái lúc mà cái lá của nó tàn mình mới thu hoạch nha cả nhà. Ở bên Úc thì sang thu hoạch là ngay mùa đông luôn á. Có người không có thu hoạch hết, người ta bươi cái củ ăn tới đâu. Ừ. Đúng rồi. Còn như mình không có muốn á, đúng rồi. Mình không muốn, tại vì sang trồng trong chậu thì sang cái diện tích nó ít lắm, cho nên sang bứng nó lên mỗi năm rồi sang trồng lại mấy cái mục măng. Còn như có cái anh kia ảnh quen hồi đó lên nhà ảnh, cái anh Đức mà có vườn mận đó, thì ảnh trồng ở dưới đất á, thì ảnh ăn bao nhiêu á, thì ảnh bươi nó bao nhiêu, ảnh nhổ mấy cái củ mà bự mà ăn được á, thì ảnh bẻ ra ảnh ăn thôi. Còn cái mấy cục măng nó tiếp tục lên tiếp hết năm này qua tháng nọ, chứ anh không có bứng lên hết nguyên bụi như mình. Tại vì sang không có đất sang trồng chậu á, thì là mỗi năm sang nhổ nó lên vậy đó rồi trồng lại. Nó cái này ai không có đất trồng chậu cũng có ăn mà. Rồi bây giờ trời còn sáng đi vô đây nhổ luôn mấy cây mà khoai sâm ở trong cái hồ cá này cả nhà. Đó nè, cái kiến nó bị nứt ra luôn rồi, nó bị bung ra luôn rồi kìa. Đó, thấy không? Dẹp luôn cái hồ cá luôn. Đi Hello Milo. Milo đi bộ về đó hả? Milo đi bộ về với chị hả? Hồi nãy giờ hai vợ chồng bươi về thì nó cũng lòi được cái củ ra nè cả nhà. Này đất này lâu năm quá nó dẻ, cũng khó bươi. Tại năm rồi sang trồng là thật sự mà nói sang không có bỏ đất bỏ phân gì luôn á. Sang thấy cái hồ kiến nó trống rồi mà cái đất cái mấy cái củ giống còn dư nhiều quá,
Thằng thấy uổng cái sân gym nó đại vô đây nè. Chủ yếu là trồng ngoài chậu đằng kia thì nó cũng lên được có mấy cái mấy bụi này nè. Cái lời kìa. Không được. Dẻ đất bằng bên ngoài kia đại đi. Đó, ok. Củ không bự bằng ngoài kia ha. Cũng bự cũng ok. Không có củ nè. Không bự ngoài chậu. Thôi từ từ cũng không thôi. Này bằng người bằng củ khoai lang. Không bự ngoài chậu ha. Chậu. Tất xốp nó tốt. Này giống đi. Không bự khoai lang. Bự khoai lang. Đâu chắc ok. 1 2 3. Ồ. Đó, ok mà. Nó là đất hình như là nó bị ra đền soi rồi, chứ không phải là cái kia vật. Tại vì cái hồ kính, cái hồ cá kiển này là hồi xưa ở đó sân trồng là chắc cũng cả chục năm nay đó. Trồng là xà lách nước. Son, xà lách son rồi cần nước. Rồi có một thời gian bỏ trống không có trồng, tại vì cái chỗ này nó bị khuất nắng, chỗ hàng rào không có trồng gì nè. Mà nói bỏ hoài à, mà cái nhà kính cái hồ kính thì nó có nhiều đất quá, nó bự quá. Không biết sao bỏ. Năm rồi thấy nó trống ghim vô đại đây nè. Ok, mình thấy nó nứt mình tưởng nó, nhưng mà củ nó lớn nữa, đúng không? Đó, lên luôn rồi. Củ nó lớn cho nên năm nay bung luôn cái kiến này luôn, đem bỏ luôn cho rồi. Đó, cái này một măng hơi nhiều ha. Quá trời một măng. Giờ mình đem đằng trước chung với mấy kia mình xịt nước. Củ này nó giòn lắm, nó dễ gãy. Ơi, mùa đông ở sân trước cỏ quá trời luôn, không có dám đi ra ngoài. Lạnh quá, lạnh năm nay. Không nhận năm nay lạnh hơn mỗi năm luôn, quá trời lạnh luôn. Mấy ngày xuống tới 0 độ, không có dám vào vườn. Công nhận của cái mấy cái mình trồng trong chậu, cái củ nó bự hơn ngoài hồ cá ha. Đất nó xốp, hơi xốp. Vì cái này trồng quan trọng là mình trồng trong chậu hay dưới đất không biết nha, nhưng mà cái đất là phải xốp. Trồng cái đất nó xốp thì củ nó có cái chỗ nó phát triển á. Bởi vì nó nhiều mà nó bự lắm. Củ này củ bự không á. Đó trời. Trời tối rồi. Trời nè. Để lơ mơ nó cũng gãy nữa chứ đừng nói. Cái này bị gãy nè. Quá trời. Rồi hồi nãy giờ hai vợ chồng hì hục đào xới rồi rửa. Cuối cùng thì được bao nhiêu khoai sâm đất nè cả nhà. Đó. Cái này là 5 chậu trồng ở trước sân nhà. Rồi thêm mấy bụi trồng ở trong cái hồ cá nữa, hồ cá kiển á. Năm nay là thu hoạch được nhiều củ khoai sâm nè. Đây này một măng nhiều quá trời luôn ha. Này là để mình trồng lại đó. Rồi bây giờ sang sẽ cắt ra một củ sang thử nha. Ai chưa có xem thì xem sang review ăn thử coi cái củ khoai sâm đất ăn như thế nào ha. Này nó giòn quá mà đến nỗi mà nó dễ gãy mà nó nứt luôn. Cái này ha, có nhiều người thì người ta để nguyên vỏ người ta ăn. Nếu mà mình để nguyên vỏ mình ăn thì cũng được, nhưng mình phải lấy cái đầu mình chà cho nó sạch. Giống như ăn cà rốt, nhiều người để nguyên vỏ, nhiều người cắt gọt vỏ vậy đó. Sang thì sang gọt ra hết à. Có nếu mà để nguyên vỏ cái mùi của nó nồng hơn, giống như mùi sâm. Cắt không mà cũng thấy nó giòn nữa. Rồi hấp dẫn ha, cái màu vàng ươm thấy ngon rồi mà cả nhà khoai sâm đất nha. Cắt cái trong nó gì nè, rất là giòn giống như củ sắn nè. Nhà xã cầm thôi. Thank you, mời mọi người. Rất là nhiều nước.
vị nó ngọt thanh, rất là giòn. Nó giòn hơn củ sắn nè. Cái này mát lắm, xăm mà. Cái này thằng thấy có người bình luận mấy năm trước nói là người ta hầm xương á, người ta nấu canh cũng ngon á. Phan chưa thử, để năm nay mình thử ha. Đó, mùa đông á là mình thu hoạch, rồi bắt đầu tới mùa xuân là mình trồng xuống mấy cái mục măng nhỏ nhỏ này nè. Đó, nữa là Sang sẽ gỡ mấy cái mục măng đó đỏ này nè. Đó, rồi cái bỏ nó vô trong mấy cái chậu nhỏ trồng. Ươm cho nó lên cây chừng khoảng nhiêu nè. Rồi tới khoảng đầu mùa xuân tháng 9 á mình trồng xuống được rồi. Nó là tháng 7 mình thu hoạch. Cây nó tàn á là mình thu hoạch vậy thôi. Ok, Sang tạm dừng video ở đây. Sang cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cả nhà đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Sang La Úc Châu nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye bye.